Ở tập trước, Cổ Huyền Trần đã biết được việc Bạch Hỏa Đường hàng năm đều phải cống phẩm cho Thiên Trận Tông, sự việc diễn ra như nào, mọi người hãy cùng dõi theo nhé. Bỗng lúc này một tên đệ tử hớt hải chạy đến cấp báo, không hay rồi tổng đường chủ. Tân trưởng lão của Thiên Trận Tông đưa người vào đây rồi, đệ tử đã cố gắng giữ chân, dùng hết sức để chạy thật nhanh vào để nói với ngài. Lúc này tại đại điện tổng đường, ở giữa đại điện có hai người đang ngồi theo sau chính là đệ tử của Thiên Trận Tông. Nhìn thế lực hùng mạnh có thể thấy Thiên Trận Tông lần này đến đây cũng không có ý tốt đẹp gì. Cổ Huyền Trần cùng hai đường chủ và đám đệ tử từ từ bước vào hỏi thăm sức khỏe của nhau. Lão già áo vàng liền liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Cổ Huyền Trần. Giọng tranh chua ông ta nói, cuối cùng thì cũng dám đến đây rồi, ta tưởng bách chiến đường lại như rùa rụt cổ chứ. Lưu Bân liền thì thầm to nhỏ giải thích cho Cổ Huyền Trần, người này tên là Tần Sương Minh, là một trưởng lão của Thiên Trận Tông, còn lại là đầu não của các phương giới Thiên Trận Tông. Tần Sương Minh cùng đám người dồn toàn bộ sự chú ý đến Cổ Huyền Trần đang đứng bên này, tên nào tên nấy ánh mắt tràn đầy sắc khí, chờ xem cổ huyền trần chuẩn bị làm cái thá gì tần sương minh thiên trận tông lão ta căn bản là không để cổ huyền trần vào mắt nhắm mắt trái nhắm mắt phải rồi dí bùi thèm mở mắt luôn lão khinh khỉnh ngoảnh mặt đi trông vô cùng gợi đòn đúng kiểu lão già mất nết đằng nào cũng đến rồi thì cổ huyền trần liền ra vẻ tí anh chắp tay kính cẩn chào cốc tam thông xin chào các vị tần sương minh nhìn chén trà trên tay nở một nụ cười nham hiểm giọng chua ngoa lão ta trách móc biết được bách chiến đường có đường chủ mới chúng ta đặc biệt đến để chúc mừng không ngờ cốc đường chủ vừa mới làm tổng đường chủ của bách chiến đường, thì hoàn toàn không xem thiên trận tông chúng ta ra gì rồi. Nếu như chúng ta không đến đây thì chắc bách chiến đường cũng quên luôn nhiệm vụ, đến ngay cả lễ nghĩa quỳ xuống cũng quên rồi sao? Đông Phương Hải nghe mấy lời này thì lập tức ba máu sáu cơn đòi lao lên nói lý. Hắn nghiến chặt răng gầm gừ, đáng ghét. Đây không phải là đến chúc mừng, rõ ràng là đến giao ai với đường chủ mới của chúng ta. Cổ Huyên Trần vẫn là có cái đầu lạnh, anh lạnh lùng đưa tay ngăn Phương Hải lại. Ngươi bình tĩnh lại đi có gì cứ để ta tự giải quyết, lùi lại phía sau đi. Tần Sương Minh bên này được đà làm tới, giọng thách thức ông ta nói với cổ huyền trần, nếu như cốc đường chủ có bản lĩnh như vậy, sau này bọn họ sẽ cống nạp cho bách chiến đường cũng không phải không được. Nói xong biểu cảm của lão ta liền trở nên mãn nguyện vô cùng. Thách ai không thách lại đi thách đúng thằng liều là cổ huyền trần, mặt anh tỉnh bơ nhìn thẳng Tần Sương Minh nói, nếu như tần trưởng lão đã muốn như vậy, vậy thì cốc mỗ ta cung kính không bằng tuân mệnh, ta mới lên chức tổng đường chủ nên không có nhiều hiểu biết về thế sự có gì sai sót mong tần trưởng lão chỉ giáo thêm đông phương hải đã máu chó rồi không ngờ cổ huyền trần còn máu hơn mắt chữ a mùng chữ o hắn kinh ngạc không thôi vội vàng lớn tiếng ngăn anh cổ lại tổng đường chủ chờ đã người đừng vì bồng bột mà làm những chuyện không nên nha bách chiến đường ta vừa mới vực dậy ta không muốn lại một lần nữa chìm trong vũng bùn đâu cổ huyền trần chẳng mấy quan tâm anh lạnh lùng tiến đến chiếc ghế trống ở ngay chính tọa anh trấn an đông phương hải ta đã nói rồi Bách Chiến Đường không cần ngươi phải lo đâu. Sau đó, Cổ Huyên Trần đặt mông xuống ghế, anh chậm chệ đưa tay ra nói trước sự kinh ngạc của mấy tên nhà quan kia, "Sau này, số công phẩm dành cho Bách Chiến Đường, xin các vị hãy tăng lên gấp đôi, nếu như trước đây Bách Chiến Đường cống phẩm thứ gì thì cứ theo như thế mà mang đến." Lời nói này như đấm thẳng vào mặt của Tần Sương Minh, lão ta tức đến nóng mặt hét lớn, "Ngươi nói cái gì? Bách Chiến Đường các ngươi ăn gan hùm hay sao mà dám nói nhăng nói cuội ở đây vậy?" Cổ Huyên Trần nhìn Tần Sương Minh với vẻ mặt đắc ý anh cười cười rồi bồi thêm cho hắn một nhát tai của ngươi nghe không rõ thì nên sớm nhường vị cho hiền tài mới đúng chẳng nhẽ thiên trận tông lại thiếu người đến thế ư bách chiến đường ta tình cờ lại có mấy trưởng lão đang không có việc để làm nghe xong mấy lời này tần sương minh nổi cơn thịnh nộ mút trời xung quanh lão tràn ngập là một không gian chết chóc lão vẫn chưa thức tạo ra một vòng linh khí như chiếc giang cưa tiểu tử thối trước khi mạo phạm với thiên trận tông của chúng ta tốt nhất là nên cân nhắc một chút bản thân có chịu đựng được hậu quả hay không tất cả các đệ tử thiên trận tông cũng như những vị có mặt ở đây hôm nay cùng dạy dỗ cho tên hỗn láo kia một bài học nào lên tất cả đám đệ tử thiên trận tông nghe lệnh liền thi triển chiêu thức tạo ra những vòng tròn linh khí phi thẳng về phía cổ huyền trần tên nào tên nấy mở chừng mắt miệng há to hết mức cổ huyền trần vẫn ung dung ngồi mặc kệ những vòng tròn giang cưa này đang vun vút lao tới khi nhìn rõ hơn những thứ này thì cổ huyền trần thất kinh như nhận ra được một điều gì đó phía bên này tần xương minh tay vận khí đang phấn khích lao đến mặt lão ta thể hiện quyết tâm cùng với cái miệng ngoác to nói lớn bách chiến đường dám khiêu chiến thiên trận tông chết cũng không hết tội chúng ta đã nể mặt các ngươi mà không yêu cầu tăng cống phẩm ấy vậy mà lại trở mặt đòi thiên trận tông ta phải hạ cấp nhún nhường như vậy thì chúng ta sẽ giết các ngươi tại chỗ để gian đe đến những tên đệ tử phía sau đang gáy hăng thì lão liền bị cổ huyền trần trực tiếp dùng tay chặn họng hắn lại trước sự đường đột này làm cho tần sương minh không kịp trở tay hắn chỉ biết bất lực chịu trận miệng còn thổ ra một ngụm máu tươi mấy tên đệ tử thấy cảnh này thì đái cả ra quần. tên nào tên nấy kinh ngạc mắt chữ o mùng chữ a. đường đường là trưởng lão của thiên trận tông công lực vô biên, đánh cả trăm tên thiên võ điện chỉ trong trở bàn tay. ấy vậy mà lại bị một tên tổng đường chủ còn con chặn lại chỉ bằng một chiêu thức, đúng là bị sỉ nhục quá mức mà. rốt cuộc tên này là người ra sao? cổ huyên trần vẫn giữ chặt lão trong tay, ánh mắt sắc lạnh anh hỏi lão. tứ tượng hợp kích trận này ngươi học được từ chỗ nào? nói xong ánh mắt anh nổi lên như một con quái thú khát máu tần sương minh cay lắm nhưng không tài nào thoát được hắn tức giận vùng vẫy trước sức uy hiếp của cổ huyền trần hắn nghiến răng chịu đựng sao ngươi lại phá được thuật pháp này của ta ngươi đích thị là thiên tài phương nào thấy tên này vòng vo cứng đầu cổ huyền trần liền siết chặt bàn tay uy hiếp ngươi có nói mau không ta đã dần hết kiên nhẫn rồi đấy tần sương minh bị bóp mạnh thì lập tức hai mắt trợn trắng miệng thổ huyết ra một cân máu tươi liêm sỉ thì cần đấy nhưng đau quá thì không chịu được ta nói ta nói đây là đại trận tổ truyền của thiên trận tông chúng ta Cổ Huyền Trần nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng, Đại Lục Thanh Vân đi đâu cũng gặp đồ tôn, lên đến đây rồi mà cũng không thoát kiếp. Tứ tượng hợp kích trận này là ban đầu mình truyền lại cho tên điên kia, lẽ nào hắn ở Thiên Trận Tông sao? Chuyển cảnh đến Thiên Trận Tông lúc này, Cổ Huyền Trần đã có mặt ở đây, anh từ từ bước đến một quả cầu năng lượng, sau khi đọc qua tiểu sử được ghi chép ở nơi đây thì Cổ Huyền Trần cũng biết được, 700 năm trước, một tên đệ tử phi thăng từ Đại Lục Thanh Vân ngang ngược xuất thế, lấy trận pháp lập nghiệp, dẫn dắt thiên trận tông trở thành thế lực thứ nhất của phía bắc thánh vực tên húy của trận tổ chính là hàn thiên phong người này có công lực cao thâm nhưng tính cách lại hết sức khác người không một ai có thể đoán trước được việc mà hàn thiên phong muốn làm cổ huyền trần đến lúc này mới thực sự tin tưởng vào phán đoán của mình anh vui mừng thầm nghĩ không ngờ đánh nhầm đánh bậy lại có thể tìm được ra manh mối của tên điên đó vừa hay hỏi hắn được một vài tình báo liên quan đến thánh vực hắn đã ở đây từng ấy năm không biết tình hình ra sao điều đáng nói trước tiên là bổn đế chưa thấy được mặt hắn ở đây Cổ Huyên Trần liền tiến đến quan sát kỹ hơn quả cầu pháp trận, anh cũng phải trầm trồ trước nó, đây có lẽ là pháp trận sau khi hắn đi vào thánh vực có lĩnh ngộ mà thăng cấp, đúng là tinh xảo thật. Nói xong anh bắt đầu vận công pháp tạo ra một luồng linh khí nhằm dò xét trận đạo bên trong. Cổ Huyên Trần lập tức lao vào bên trong trận pháp này, trước những luồng linh khí áp bức đó anh thầm nghĩ, trận pháp dù có cao minh như thế nào, nhận thức của hắn đối với trận pháp cơ sở là do Bổn Đế dạy, cứ vào trong đây xem thử rốt cuộc hắn đã sống như thế nào 700 năm qua. Cổ Huyên Trần thành công bước vào bên trong, anh từ từ tiến gần hơn đến trung tâm của trận pháp, trước mặt anh là những cột sáng màu xanh, bao bọc xung quanh là những dòng điện với công lực kinh hoàng. Cổ Huyên Trần thầm đoán, nơi này chắc là vùng đất có linh khí dày đặc nhất của tên điên đó, chắc hẳn hắn đã có thể tu luyện đến cấp bậc khá cao trong thánh vực rồi. Trung tâm của trận pháp có một quả cầu ánh sáng tựa như một cổng dịch chuyển không gian, xung quanh trấn tọa là sáu cột sáng chói lóa hội tụ truyền linh khí để duy trì năng lượng cho đầu não của trận pháp. Cổ Huyên Trần đưa tay vận linh khí truyền thẳng vào quả cầu năng lượng luồng hỏa linh khí này trực tiếp bị những dòng điện cản trở quyết liệt lập tức những vụ nổ do tiếp xúc tạo ra gây nên chấn động không ngừng với công lực cao siêu thì cổ huyền trần cũng thành công kéo được quả cầu về phía mình anh dồn thêm linh khí nhằm chiếm hết không gian bên trong trong lúc đó anh cổ thầm nghĩ người không có ở đây 80% tên tiểu tử này đã xuống hạ giới tìm kiếm bổn đế rồi trước đây dù không hay gặp mặt hắn nhưng tên điên này khá là có tình nghĩa biết bổn đế trước đây đầu thai chuyển kiếp nên mới không màng công sức mà làm như vậy bỗng nhiên những cột sáng có biến động không ngừng những lôi điện không ngừng tỏa ra mạnh mẽ đẩy văng luồng linh khí của cổ huyền trần ra ngoài từ trong cột sáng dần dần hiện ra một bóng hình của một ai đó đang cầm kiếm và khiên chẳng mấy chốc một bàn chân đã lộ diện đứng từ trên cao nhìn xuống cổ huyền trần đang ra sức chuyển linh khí từ những bóng hình mờ ảo giờ đây đã trực tiếp hình thành một dáng người nam nhân người này là chủ trận kỳ quốc long hắn ta trên người mặc kim giáp một tay cầm khiên một tay cầm kiếm chỉ thẳng mặt cổ huyền trần mà hét lớn mày là ai mày sinh năm bao nhiêu cho bố mày biết tại sao lại cả gan dám tranh giành quyền khống chế của pháp trận thứ mà chúng ta đã bảo vệ mấy trăm năm qua không một ai được động vào cổ huyền trần vẫn đang ra sức tập trung cao độ truyền linh lực vào quả cầu anh không nghĩ nhiều mà gấp gáp lên tiếng bổn đế đến tìm hàn tông chủ của các ngươi không có ác ý gì với các ngươi hy vọng các ngươi phối hợp một chút chỉ cần vài phần sức lực nữa là ta làm xong rồi kỳ quốc long căn bản là không tin hắn tập trung linh khí của sáu người lại cùng một chỗ tạo nên một quả cầu năng lượng dẫn giữ miệng gào to hét lớn tự ý xông vào cấm địa, còn phá trận quyết của chúng ta, có lẽ là vì muốn mưu hại tông chủ, nên muốn phong ấn tông chủ ở hạ giới. Tất cả những người ở đây nghe lệnh ta, tuyệt đối không thể để hắn đắc thủ, dù có phải bỏ mạng thì cũng phải bảo vệ sự an toàn cho tông chủ. Vừa nói tên này vừa gào to đầy khí thế, mấy người còn lại thấy vậy lập tức dồn toàn bộ sức lực của mình lại truyền linh lực vào quả cầu năng lượng, tuân lệnh thưa trận chủ. Sau đó 6 người bọn họ tập trung truyền linh lực tạo thành một dải ánh sáng truyền thẳng xuống quả cầu nhằm lấy lại quyền điều khiển của cổ huyền trần hai bên nhất quyết không bên nào chịu thua bên nào điều này kéo theo một vụ chấn động long trời lở đất cả trận pháp cũng dung chuyển như muốn nổ tung cổ huyền trần nhanh chóng tiếp thêm những nguồn linh lực mạnh mẽ hơn nhằm đẩy lui linh lực của đám kia anh cũng thật lòng khuyên bảo mấy tên không biết lượng sức mình nếu không muốn tông chủ của các ngươi xảy ra chuyện gì thì từ bỏ quyền điều khiển ngay đi bên phía mấy tên đệ tử bảo vệ trận pháp vẫn rất đồng lòng cơ bản có ngu cũng không đời nào lại đi tin lời một tên lạ mặt từ đâu bước tới cả đám liền gào mồm hét toáng lên tiểu tử kia tức thời thì mau dừng tay lại người cướp mất quyền điều khiển thì cũng không rời khỏi thiên trận tông được đâu liều mạng cũng không được để hắn phá trận mọi người cùng nhau đồng lòng ắt sẽ khiến công lực của hắn suy giảm mà bại trận trước chúng ta thấy việc nói mùng không nghe thì cổ huyền trần lúc này đành phải sử dụng đến vũ lực anh giơ chân rậm thật mạnh một cái xuống nền đá lập tức một vụ chấn động khắp bốn phương tám hướng luồng sóng xung kích trực tiếp hất văng tất cả những gì nằm trong phạm vi gần đó mấy người đệ tử bên này cũng không thoát khỏi được những chấn động này từng tên từng tên hướng chọn những lực đạo mạnh mẽ mà ngã văng ra xa. Bỗng lúc này ở trong giữa trận pháp một nam nhân đang ngân nga điệp khúc đi thật xa để trở về. Nhìn tiên lượng người này thì đoán ngay ra trước đó đã gặp phải chuyện bất chắc. Cổ Huyên Trần nhìn thấy người này thì kinh ngạc hết lớn. Tiểu Phong Tử, ngươi quay lại rồi ư? Kỳ Quốc Long đứng trên phiến đá nhìn thấy Hàn Thiên Phong thì lập tức quỳ gối cung kính. Là tông chủ, sao tông chủ vừa mới ở dưới hạ giới bình an vô sự mà khi trở lên đây lại bị thương rồi? đột nhiên mấy đệ tử còn lại nhìn về điều gì ở phía trước mà há to miệng hét lớn mau bảo vệ tông chủ hóa ra thứ khiến bọn họ lo lắng chính là hành động của cổ huyền trần thấy hàn thiên phong bị thương nặng dần mất đi ý thức người bây giờ đã như xác không hồn chân tay không còn tự đứng vững được nữa cổ huyền trần liền đỡ hàn thiên phong lên cảnh tiếp theo còn càng làm cho kỳ quốc long kinh ngạc hơn hắn bất giác đứng đơ người không biết nên làm gì tiếp theo cổ huyền trần lúc này thi triển thuật pháp tạo ra một quả cầu tinh huyết màu máu đang dần trở nên to lớn trên tay anh tập trung cao độ dồn toàn bộ nguồn linh huyết này vào trong cơ thể của Hàn Thiên Phong, hứa đệ tử kỳ quốc long kia vẫn chưa hiểu được tâm ý của Cổ Huyền Trần. Hắn liền suy bụng ta ra bụng người mà hét lớn, hắn làm vậy là đang muốn lấy mạng của tông chủ kìa. Cổ Huyền Trần không mảy may quan tâm, điều anh mong muốn bây giờ là cứu sống Hàn Thiên Phong, anh lập tức dồn toàn bộ công lực vận khí rồi hét lớn, "Nhiên huyết tế thiên." Hàn Thiên Phong nhanh chóng được những luồng linh lực mạnh mẽ hấp thu vào trong cơ thể. Đám đệ tử Thiên Trận Tông chứng kiến thì há hốc kinh ngạc. Bọn họ đầu óc đơn giản cũng không ngờ đến được tình huống đang xảy ra. Kỳ Quốc Long thốt lên, "Đây là nhiên huyết tế thiên đạo, đốt cháy tinh huyết của mình để đổi lấy linh lực bùng nổ phóng đại trong thời gian ngắn. Nếu như vết thương nhỏ thì chỉ cần đến một vài tích tắc đã chữa lành, còn những trọng thương như tông chủ thì cũng không cần phải lo lắng đến việc giữ tính mạng." Rốt cuộc hắn là ai, lại không màng trả giá đắt để cứu tông chủ chúng ta. Hàn Thiên Phong sau khi được trị thương thì may mắn trở về từ cõi chết, hắn đưa tay lau vệt máu liếc nhìn về sau, "Ngươi là?" nói xong hắn quay người đối diện với cổ huyền trần kỳ quốc long đứng đằng xa thấy vậy thì lo lắng hỏi tông chủ ngài thật sự không sao chứ đột nhiên hàn thiên phong quỳ sụp xuống trước mặt cổ huyền trần đã quá lâu rồi mới gặp được anh cổ làm cho thiên phong này không kìm được xúc động mà nước mắt lưng tròng vương anh tú đệ tử đệ tử hàn thiên phong khấu kiến sư tôn đa tạ ơn cứu mạng của ngài đã rất lâu từ sau khi sư tôn bỏ mạng ở đại lục thanh vân kiếp lôi đài đệ tử đã không còn được thấy ngài nữa mấy tên canh trận thấy vậy thì trợn tròn mắt kinh ngạc Mùng ngoác to hét lớn, hắn là sư tôn của tông chủ sao? Cổ Huyên Trần nhìn Hàn Thiên Phong suy sụp quỳ dưới mặt đất thì vui vẻ ra lệnh, "Mau đứng lên trước đi rồi nói sau. Chuyển cảnh đến đại điện Thiên Trận Tông, Cổ Huyên Trần đang ổn định bàn tọa trên ghế lớn. Hàn Thiên Phong thì đang tức tối nhìn chằm chằm về đám đệ tử, hắn lạnh giọng nói, "Sư tôn, đám đệ tử này bất kính với người." Hàn Thiên Phong cầm thanh kiếm trên tay hướng thẳng về đám đệ tử hét lớn, "Ta sẽ lấy mạng chúng rồi tự phế đi võ công để đền tội với người." Kỳ Quốc Long cùng năm đệ tử còn lại thấy vậy thì đứng run như cầy sấy, sợ hãi đưa tay xua xua miệng lắp bắp, "Tông chủ tha mạng, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi mà." Cổ Huyên Trần ngồi trên bất lực nhắm mắt đưa tay, "Anh đành đứng ra khuyên ngăn Hàn Thiên Phong này bớt nóng, kẻ không biết không có tội, tha cho họ đi." Là do tình hình cấp bách bổn đế đã tự ý xông vào nên không kịp giải thích. "Huống hồ gì họ trung thành với ngươi, giết chết rồi thì sao Thiên Trận Tông phục tùng ngươi được?" Nói xong anh nghĩ thầm, hắn vẫn điên như ngày nào không hiểu sao cái tông môn này lại tồn tại được đến ngày hôm nay, kỳ tích quá đi. Nghe mấy lời khuyên ngăn của Cổ Huyền Trần thì Hàn Thiên Phong cũng xuôi xuôi đưa tay ra lệnh cho đám đệ tử, nể tình sư tôn nói đỡ cho các người. Ta cũng không muốn làm trái ý của ngài ấy, cho nên các ngươi mau lùi xuống đi, ta còn muốn nói chuyện với sư tôn. Đám người kỳ quốc long sau khi bị một phen hú hồn chim én thì thở phào nhẹ nhõm, mặt tên nào tên nấy lúc này tái mét cắt không ra giọt máu. Cổ Huyền Trần mà không ngăn kịp thì e rằng đám này cứ thế mà lăn đùng ra ngất luôn, cả đám vâng vâng dạ dạ rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài đại điện cả đám vui mừng thầm nghĩ xem như cũng giữ được mạng rồi may mà có sư tiên cứu giúp đúng lúc cảm ơn ngài rất nhiều luôn phía bên trong hai người bắt đầu tâm sự mềm mỏng cổ huyền trần không khỏi thắc mắc tiểu phong tử sao ngươi lại bị thương nặng như thế mấy người khác đang ở đâu hàn thiên phong liền lộ ra vẻ mặt đượm buồn anh chắp tay kính cẩn vội đáp lại sư tôn từ lúc ngài gặp lôi kiếp vào 700 năm trước thân thể tan biến vào hư không phần hồn cũng thế mà bay theo các đệ tử không biết rõ chính xác tung tích ngài ở nơi đâu nhưng luôn tin rằng với công lực cao siêu của ngài thì chắc chắn sẽ hồn lịch vào trong một người nào đó cho nên là các đệ tử quyết định đi khắp nơi để tìm ngài nhưng thánh vực quá rộng lớn đệ tử không còn gặp lại các sư huynh đệ tỷ nữa cổ huyền trần sau khi nghe xong thì vẻ mặt hiện lên đầy suy tư chắc hẳn họ đã đến lĩnh vực khác để tìm ta rồi thôi vậy chỉ cần có duyên ắt sẽ gặp lại mà thôi hàn thiên phong liền kể thêm những việc trước đây sau khi đệ tử phi thăng lên thánh vực khi phát hiện chân lý thiên đạo mà sư tôn từng truyền thừa cho chúng ta trước kia cũng là một sự tồn tại đỉnh cao tại thánh vực đệ tử đã nghe ngóng tin tức ở đây nhiều năm nên cũng phát hiện ra những manh mối về ngài đệ tử thấy rất nhiều cường giả thánh vực đang truy lùng chín thánh tử đang lưu lạc khắp nơi vì vậy đệ tử mới cả gan suy đoán có lẽ ngài có liên quan đến thánh tử trong truyền thuyết cổ huyên trần nheo mắt nhìn thiên phong với vẻ mặt đầy nghi vấn vậy nên con mới đặt bảo hộ trận ở lối đi xuống hạ giới muốn âm thầm bảo vệ bổn đế à con chắc chắn là bổn đế chưa mất mạng ư Hàn Thiên Phong với tâm trạng buồn bã, giọng trách móc bản thân hắn đáp lời, sư tôn pháp lực thông thiên, chắc chắn sẽ không gặp bất chắc, chỉ là đệ tử vô dụng, dù phát hiện ra hơi thở của sư tôn, nhưng vẫn không thể xác định được tung tích của ngài, làm ngài phải đích thân đến đây. Lần này bị thương cũng là do tiêu hao quá nhiều sức mạnh pháp tắc nên mất đi ý thức, nói đến đây Hàn Thiên Phong rưng rưng nước mắt. Cổ Huyền Trần đưa tay chống cằm ngờ vực hỏi, con đặt bao nhiêu bảo hộ trận ở thông đạo, đừng nói với bổn đế là con đã đi khùng nha. Hàn Thiên Phong liền gãi gãi đầu vẻ mặt ngại ngùng đáp, chưa đếm kỹ, khoảng chừng nghìn cái, cứ phát hiện có kẻ khởi động lối đi thì con sẽ đặt thám linh châu ở ngay kẽ hở. Chỉ cần cảm nhận được hơi thở của sư tôn thì nó sẽ bùng nổ ngay. Cổ huyên Trần lúc này nhìn hắn với một ánh mắt khác, phút chốc làm anh chìm sâu vào trầm tư suy nghĩ. Cưỡng ép do xét pháp trận của kẻ khác là một chuyện hết sức nguy hiểm, nhẹ thì bị cắn trả, nặng thì mất mạng. Thật quá mạo hiểm, vậy mà hắn không màng bản thân để đi tìm bổn tọa cho dù những đệ tử mà ta coi là thân thiết nhất như tiểu thập cũng không làm được như hắn cũng coi như là bổn đế có phúc nên hắn mới làm như vậy nghĩ đến đây cổ huyền trần liền ném cho hàn thiên phong một lọ linh đan cầm lọ linh đan trên tay hàn thiên phong kinh ngạc sư tôn đây là cổ huyền trần liền giải thích cho hắn con dưỡng thương trước đi sau này nếu còn làm bậy nữa thì phải phạt nặng hàn thiên phong lập tức đổ lọ linh đan ra xuất hiện trên tay hắn là hai viên linh đan lấp lánh như bao trùm cả vũ trụ bên trong hắn thốt lên đây là linh đan cửu văn cho dù có đi khắp thánh vực cũng khó mà tìm thấy ai có đủ công lực để luyện chế ra nó không sai khi cổ huyền trần lại gọi hắn là kẻ điên đưa hai tay lên vào đầu hắn cười cười không khác gì một thằng điên đã hơn 700 năm rồi cuối cùng cũng nghe lời dạy của sư tôn a a há cổ huyền trần chứng kiến cũng bất lực toàn thân với tên đệ tử khác người này sau đó cổ huyền trần đưa tay lên miệng vẻ mặt đam chiêu anh hỏi thiên phong phải rồi tiểu phong tử ta có một thắc mắc muốn trực tiếp hỏi con con có biết thanh vân sơn hà đồ là pháp bảo của thế lực nào ở thánh vực không hàn thiên phong liền chắp tay tạ lỗi xin sư tôn thứ lỗi cho đệ tử vô năng đệ tử không biết thứ sư tôn nói là gì cũng chưa từng nghe nói đến báu vật này nhưng theo những gì ngài vừa nói thì chắc hẳn nó nằm ở một nơi bí mật nằm sâu trong thánh vực rồi cổ huyền trần liền rơi vào suy tư anh thầm nghĩ manh mối đứt rồi sao thánh vực rộng lớn như vậy có vẻ khó mà tìm được tên áo đỏ đó rồi trước khi ra khỏi thanh vân sơn hà đồ ta có cảm nhận được chút hơi thở khá yếu ớt của hắn chỉ đoán được rằng nó nằm trong thánh vực tiếc là từ lúc đến đây tới giờ vẫn chưa gặp được một ai trùng khớp hàn thiên phong thấy cổ huyền trần có vẻ buồn lòng liền gạ kèo đi khu vui chơi sư tôn thiên hải quỳnh lâu sắp mở ra không biết ngài có hứng thú đi dạo chơi không cổ huyền trần nghe xong thì bất ngờ thốt lên thiên hải quỳnh lâu là thứ gì ta chưa từng nghe thấy hàn thiên phong vội vàng trình bày từ rất lâu trước đây tại thánh vực này có một vị là Thiên Hải Tôn giả đã lĩnh ngộ được chân lý vượt qua Thánh Vương Phi thăng lên thần giới. Nghe nói Thiên Hải Quỳnh Lâu là di tích của Thiên Hải Tôn giả thanh danh hiển hách tại thánh vực, trăm năm mở ra một lần. Thiên Hải Tôn giả để lại di tích này để tìm kiếm truyền nhân, trao cho người đó truyền thừa cả đời của mình, nhưng dù chưa thể có được truyền thừa đấy, có không ít võ giả vào đó sẽ gặp được cơ duyên khác nhau, cảnh giới cũng được nâng cao trong khoảng thời gian ngắn. Để có được cơ duyên này, các thế lực đều như hổ rình mồi, tìm mọi cách để chen chân vào đó tìm kiếm một cơ hội đổi đời tuy là một bước lên thần nhưng mà cũng phải trả một cái giá khá đắt là cả sinh mạng của mình theo như đệ tử quan sát thì rất ít người có thể an toàn đi ra con cả gan đoán là họ đã bỏ mạng hoặc mất tích mãi mãi trong đó không bằng sư tôn đi xem thử chưa biết chừng sẽ tìm ra thế lực mà ngài muốn tìm cổ huyền trần nghe xong cũng tỏ ra hào hứng vô cùng anh đấm đấm tay mỉm cười đáp nghe cũng thú vị đấy đáng để ta đi xem thử anh nghĩ thầm nếu kẻ địch ở trong tối thì không bằng nâng cao thực lực của bản thân trước dù có võ đạo trận pháp cao siêu đi chăng nữa thì ở thánh vực này tất cả những võ giả cao cấp đều là thế lực cao thâm khó dò bổn đế cũng phải đề phòng hơn chuyển cảnh đến cổng thành đông thành thiên hải tứ thành cổ huyền trần đang từ từ tiến vào bên trong hai bên anh là đám lính canh còn trước mặt anh cũng là một đám lính khác xem ra nơi đây được canh phòng rất nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho một cấp cao bên trong cổ huyền trần tiến đến nhanh tay đưa ra một bản cv mang tên thiên trận tông đáng nói hơn là nó vừa được làm cách đây vài phút tên lính canh cổng cầm bản CV trên tay thì lên tiếng ra hiệu cho người lính đằng sau, là Thiên Trận Tông, mau cho qua đi. Cổ Huyền Trần dễ dàng vượt qua vòng loại để tiến sâu hơn vào vòng trong, đi thong thả trên phố Cổ Huyền Trần đưa mắt nhìn ngắm những dòng người tấp nập nơi đây, nhà lầu xe ngựa nơi nào cũng thấy. Hai bên đường được dựng lên là những dạp xiếc tư nhân đang đánh chống khua chiêng vô cùng náo động, lập nhóm, lập nhóm, tìm bạn đồng hành vô song ảnh hậu kỳ. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, riêng có mất mạng thì đéo cứu tiếng các hàng quán bên trong cũng tích cực vang lên mời chào huyền ngọc đan đây thánh phẩm chữa mọi loại vết thương từ vết thương do linh xà cắn kiếm chém đao đầm cho dù là tẩu hỏa nhập ma cũng chữa lành được mua đi mua đi mua hai tặng một tính tiền ba mua được nó thì như có thêm một mạng khi đi vào di tích thiên hải cổ huyền trần vẫn lầm lũi bước đi giữa dòng người tấp nập anh vừa đi vừa nghĩ thiên hải đông thành quả nhiên náo nhiệt đâu đâu cũng có cảnh người mua kẻ bán thú vị đây đang đi bỗng cổ huyền trần va phải sự chú ý vào một viên linh đan đang nằm tại một gian hàng anh đứng lại chăm chú quan sát nó kỹ hơn từ bên trong viên linh đan toát ra một điều gì đó cổ huyền trần nhìn nó thầm nghĩ linh đan này ư bổn đế từng xem giới thiệu về linh mẫu ở bách chiến đường hội tụ linh khí trời đất ẩn chứa linh khí dày đặc linh khí tuần hoàn tái sinh ngoài mặt thì như linh thạch bình thường khó mà phát hiện ra được đây chẳng phải là vũ khí tu luyện mà bổn đế đang cần ư xem ra đến đây hôm nay trước hết cũng có một món hời rồi không tệ chủ gian hàng này niềm nở đưa tay ra mùi chài chào công tử hàng chỗ ta toàn là ngon bổ rẻ thích cái gì cứ nói chỉ cần ngài thích thứ gì ở đây ta đều sẽ có ngay cổ huyên trần cầm viên linh đan trên tay anh hỏi chủ gian hàng viên linh thạch này bán thế nào chủ gian hàng nhìn anh cổ với ánh mắt khinh khỉnh ta cũng không biết lai lịch của hòn đá này ngươi cứ trả bằng một nghìn thánh thạch đi hắn nhìn thấy anh cổ toát ra mùi nghèo thì thầm nghĩ thì ra là một tên nghèo không biết xem hàng vậy thì cứ moi 900 thánh thạch của ngươi đi cổ huyên trần không nhiều lời vứt cho hắn một nghìn thánh thạch cầm lấy đi tên gian thương nhìn thấy đống lấp lánh này thì há hốc vui sướng đa tạ quý khách đúng theo mô típ thì từ đâu có một bóng dáng nữ nhi đến tranh hàng khoan đã tên kia ngươi chớ có cầm nó đi vội một cô nàng với hai bím tóc đi theo sau là hai tên thiếu gia nàng này cậy thế lên mặt đòi quà ta muốn hòn đá trong tay ngươi tên áo đen theo sau liền ra mặt thể hiện ông chủ thẩm nhi tiểu thư thích hòn đá đó của ngươi ngươi ra giá đi chủ gian hàng liền cười cười ái ngại xin lỗi, ta vừa bán hòn đá cho vị công tử này rồi, ngài xem món khác được không? tên còn lại cũng ra mặt lên tiếng, vị công tử này, ngươi đã trả bao nhiêu cho hòn đá này thì ta sẽ trả gấp đôi. à thẩm nhi nghe vậy thì vui sướng tự hào về hắn vô cùng. cổ huyên trần cơ bản là không để lời của mấy tên này vào tai, mặt anh vẫn không cảm xúc mà trực tiếp biến bọn họ thành người nhà quê. xin lỗi, bổn đế không muốn bán, các ngươi thôi nghĩ đến việc đó đi. vốn bản tính sĩ gái lại có người đẹp bên cạnh tên công tử áo vàng lập tức đưa một ngón tay lên chốt ta trả gấp 10 lần cổ huyền trần vẫn giữ nguyên thái độ anh lạnh lùng đáp bổn đế nói rồi không bán là không bán các ngươi mau dừng những việc vô ích này lại nói xong cổ huyền trần cầm viên linh đan rời đi à thẩm nhi thấy vậy thì buông lời mặc cả ngươi có biết lai lịch của nó không cứ ra giá đi chỉ cần không quá đáng thì ta đều chấp nhận tên thiếu gia nghe vậy thì tròn mắt mặt đơ ra như một tên đần lai lịch gì không phải chỉ là hòn đá bình thường à có nhất thiết phải tranh giành nó đến cùng không cổ huyền trần đưa tay lên xua xua nói lần cuối bao nhiêu ta cũng không bán tên thiếu gia nhìn bóng lưng cổ huyền trần rời đi thì bắt đầu thấy ngứa mắt hắn liền hô lớn mau ra tay đi lập tức một người cầm kiếm ra chuẩn bị hành sự tên thiếu gia áo đen cay cú chĩa thẳng thanh kiếm vào cổ huyền trần gào mùng lên khoan đã ta nói ngươi có nghe không hả chẳng lẽ ngươi muốn bỏ mạng ở đây thì mới bỏ cái bản mặt kiêu căng kia ư cổ huyền trần thấy tên máu chó này to mùng liền trao cho hắn ánh mắt sắc lẹm bố mày đã không chấp rồi còn được đà làm tới ư đậu má mày nữa chủ giáp lúc này thấy tình hình đã vượt ngoài kiểm soát ông ta liền chạy tới can ngăn ông ta chắp tay năn nỉ mọi người trước khi thiên hải quỳnh lâu mở ra thì thiên hải tứ thành đều cấm ẩu đà mọi người đừng khiêu khích quy tắc này nếu xảy ra án mạng ở đây thì sao ta làm ăn được nữa xin các vị công tử suy nghĩ cho thật kỹ hai tên này thấy chủ gian hàng nói cũng có lý thì cũng chịu thu kiếm lại tên áo đen nhíu mày lên mặt nói ừ xem như ngươi may mắn Hôm nay mà không có tên tiểu thương ngăn cản thì ta đã lấy đi cái mạng chó của ngươi rồi. khứa áo vàng đằng sau cũng lên tiếng ham dọa. Thiên Hải tứ thành thì không cho đánh, nhưng vào Thiên Hải Quỳnh lâu thì có thể lấy mạng ngươi rồi. Cứ vui mừng những thời khắc cuối đời của ngươi đi, không lâu nữa đâu. Cổ Huyên Trần liền rội cho hai tên này một gáo nước lạnh. Anh thẳng thừng không kiêng nể. Ta sẽ hầu các ngươi tới cùng. Vừa nói anh vừa ngầu lòi bước đi, bỏ lại đằng sau là hai tên đang đần thối cả mặt mũi. Hai tên thiếu gia này liền quay lại nịnh nọt. Thẩm Nhi ta đổi thứ khác để tặng cho nàng nhé thẩm nhi không nhịn nổi được cục tức này thân là đại tiểu thư muốn gì là có lại bị một tên nhà quê chơi một vố đau làm cho nàng cau mày tức giận cha đi điều tra hết mọi thứ về hắn ta sau đó từ một nơi không xa tiếng chuông inh ỏi vang lên bong 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 lập tức trên không xuất hiện một vòng xoáy lôi điện đang nổ tanh tách không ngừng người nào người nấy nhìn thấy thì hoảng hốt nhìn lên bầu trời một tên liền chỉ tay mách với bạn mau nhìn kìa thiên hải lâu một trăm năm một lần mở rồi chúng ta mau tiến vào bên trong đó thôi. Chờ suốt cả trăm năm, lần này ta phải có được truyền thừa của tôn giả. Đừng có nằm mơ, truyền thừa là của ta, vừa nói cả đám liền tranh nhau tiến thẳng vào cổng của thiên hải Quỳnh Lâu. Cổ huyền trần đứng bên dưới lạnh lùng nhìn lên, sau đó cũng nhanh chóng hòa theo đám người tiến vào bên trong. Cổ huyền trần lúc này đã tiến được vào bên trong thiên hải Quỳnh Lâu, nơi đây có một vẻ u ám đến gây người. Trước mặt cổ huyền trần là những ngôi nhà dường như đã bị bỏ hoang lâu năm, những giải linh khí pháp tắc trở nên dày đặc không khác gì sáng sớm ở trung tâm Hà Nội. Cổ Huyên Trần chứng kiến toàn cảnh nơi đây thì trầm trồ. Sức mạnh pháp tắc mạnh quá, chẳng trách mỗi lần vào đây đều sẽ được nâng cao sức mạnh đáng kể. Sức mạnh pháp tắc trong không gian này mạnh hơn ngoài kia rất nhiều. Đột nhiên anh nhận ra một điều gì đó. Anh thầm nghĩ, không đúng, sức mạnh pháp tắc ở đây có vấn đề. Tuy chúng quả thực giúp người khác dễ dàng cảm ngộ được, nhưng trong đó lại có luồng sức mạnh không dễ nhận ra, là hắc khí bỗng dưng xuất hiện trong người ta vừa nghĩ anh vừa đưa tay cảm nhận luồng khí đen đang bao phủ khắp nơi đây bỗng nhiên có một tiếng nói quen thuộc làm cổ huyền trần giật mình liếc nhìn đằng sau huynh đệ ngươi nói xem chúng ta có được gọi là oan gia ngõ hẹp không vừa mới gặp nhau ở dưới thiên hải đông thành xong giờ đã có phúc chạm mặt nhau rồi không ai khác chính là ba người vừa nãy đã gây sự với cổ huyền trần tên thiếu gia áo xanh máu chó chĩa thẳng thanh kiếm vào cổ huyền trần giao linh mẫu ra đây thì ta sẽ tha mạng cho ngươi à thẩm nhi đứng giữa với vẻ mặt vô cùng đắc ý à nói to lần này thì ngươi hết đường trốn rồi linh đan giờ đây sẽ là miễn phí với ta khừa áo vàng cũng lộ rõ vẻ mặt khát máu hắn lạnh giọng nói ở dưới kia bọn ta đã không làm được gì ngươi rồi nhưng đã ở trên đây thì cái mạng của ngươi coi như bỏ cổ huyền trần không thích buôn dưa lê anh rút kiếm đòi chiến bớt phí lời ra tay luôn đi ta không muốn phí thời gian với mấy tên tạp nhân não tàn. tên kia nghe vậy thì lập tức cầm kiếm lao lên miệng hắn gáy như gà mới lớn rõ ràng chỉ có thần kiều cảnh hậu kỳ thấp hơn ta một cảnh giới lại dám liều với bổn thiếu gia hắn dở giọng bố đời thiên hạ nể tình thẩm nhi ta nhường ngươi một tay thế nào vừa mới gáy xong thì cổ huyền trần liền sử dụng khả năng lướt thượng thừa vụt qua người hắn động tác của anh nhanh đến mức chỉ kịp thấy cổ huyền trần chạm mấp máy vào thanh kiếm tên thiếu gia não tàn lúc này vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn đứng yên bất động tay vẫn giơ thanh kiếm cổ huyền trần đưa mắt nhìn về phía sau giọng khinh bỉ anh nói bây giờ quả thật đã nhường một tay cho bổn tọa rồi tên thiếu gia kia sau khi bị và thẳng vào mõm thì giờ đây hóa thân thành thần điêu đại hiệp hắn đau đớn mà ngồi suy sụp dưới mặt đất mồm gào to a a a tay của ta mau chém tên tiểu tử này thành trăm mảnh cho ta tên thiếu gia còn lại liền cầm kiếm lao lên đáng ghét hôm nay ngươi tự tìm đến chỗ chết rồi ta sẽ lấy cái mạng của ngươi cổ huyền trần vẫn không mảy may quan tâm là mấy ngay khi tên kia chưa kịp chạm được vào anh cổ thì đã bị anh cho một trường trực tiếp biến hắn thành một gã hề hắn theo đó không chịu được mà thổ huyết ra một cân máu tươi đến lúc này tên thiếu gia áo xanh bất chấp nguy hiểm mà lớn tiếng lo lắng cho ả à thẩm nhi thẩm nhi tiểu thư hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn ngươi chạy trước đi à thẩm nhi không cần hai tên kia nói đã trốn mất tâm mất tích lúc nào không hay tên áo vàng thấy cảnh này thì tức giận chửi thề đáng ghét hai huynh đệ chúng ta bán mạng cho cô ta cô ta lại không quan tâm đến tính mạng chúng ta chạy trốn trước rồi đúng chết vì gái là cái chết tê tái mà cổ huyền trần đưa tay lên phủi bụi trên áo anh cũng là nam nhân nên cũng hiểu phần nào được nỗi khổ cho hai tên não tàn này anh nói với chúng các ngươi đi đi linh khí ở trong di chỉ này dồi dào nếu như trong nửa canh giờ nối lại được cánh tay cũng không đến mức bị tàn phế vì nữ nhân lòng dạ độc ác không đáng đâu tập trung vào tu luyện thành tài đi tuổi còn trẻ đời còn dài gái trên đời này không thiếu hai tên kia bị những lời này của anh cổ làm cho cảm động không kìm được nước mắt một tên đưa tấm bản đồ ra thể hiện lòng biết ơn với cổ huyền trần đa tạ ơn không giết của công tử đây là bản đồ của lối vào thiên hải quỳnh lâu huyền môn do tổ tiên ta truyền lại bên trong đó có ghi chép đường nhỏ đi đến quỳnh lâu nhanh nhất hai người chúng ta vốn dĩ không có mong muốn với quỳnh lâu này hôm nay may mà có ngài để chúng ta nhìn rõ được bộ mặt thật của nữ nhân kia hy vọng công tử có thể lấy được cơ duyên nói xong tên này liền đưa tấm bản đồ cho cổ huyền trần anh cổ nhanh chóng cầm nó trong tay đứng lạnh lùng anh nhìn theo bóng dáng của hai tên đang dìu nhau rời đi để hồi phục thương tích bỗng nhiên cổ huyền trần quay đầu nhìn vào một thứ gì đó dường như anh cảm nhận được những biến động không ổn xung quanh những giải linh khí màu đen lúc này đã ngày một dày đặc hơn chúng bay lơ lửng trên khắp các mái nhà cành cây gần đó cổ huyền trần bỗng rơi vào suy tư anh đứng thẫn thờ nhìn vô định sau đó anh quyết định sử dụng linh khí trên lòng bàn tay những luồng linh khí mạnh mẽ nhanh chóng tạo ra một lốc xoáy mini cổ huyền trần đập thật mạnh bàn tay xuống đất anh sử dụng chiêu thức quét thần thức để cảm nhận những linh khí ở nơi đây lập tức những luồng khí đen được hiện lên vô cùng rõ nét nó như một cơn lốc xoáy hướng về chỗ cổ huyền trần anh cổ cũng nhanh chóng biết được phương hướng của nó, nơi tụ tập khí đen là ở phía đông. Tập 16 đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.